Tôi đang ở đây là cái khu gọi là khu Trùng Dương, nó giáp với lại khu Á Châu thuộc phường 2 thành phố Vũng Tàu. Vị trí mà tôi đứng đây ấy là đi ra biển bãi sau chỗ cột cờ đường Hoàng Hoa Thám giao với đường Thủy Vân ấy, là chỉ khoảng 800m thôi nhá. Cái lô đất này tôi muốn giới thiệu cho quý anh chị là có diện tích là 5x20, đặc biệt nó có hai hướng là hướng tây nam và hướng đông bắc. Hướng đông bắc thì là hướng chính này, đường này là rộng 15m, đối diện với nó là khu biệt thự, thế nên rất là thoáng nhé. Đấy, đằng sau thì là hướng tây nam, ở dưới đó thì có một vài những căn nhà nghỉ. Thì ở vị trí này á là rất thích hợp với lại mình làm nhà nghỉ mini ở đây, bởi vì khu vực này rất gần biển nên là nhiều khách người ta đến đây người ta nghỉ ngơi rồi là người ta đi bộ ra tắm biển. Giá của cái lô đất này đang chào bán nó là 8,2 tỷ nhé, hai đầu hai mặt tiền đấy, mặt tiền trước và sau. Thì vị trí này nó giáp với lại sát với lại cái đường Phan Huy Ích rồi, từ đây đi ra đường Phan Huy Ích là chỉ 20m thôi nhá. Đấy, từ đường cái ngã ba này mà rẽ tay phải này đi ra đường Phan Chu Trinh, còn rẽ tay trái này là đi ra chỗ cà phê Garden cũ rồi ra chỗ chung cư Vũng Tàu Melody đây này. Đây là quý vị nhìn thấy chung cư Vũng Tàu Melody đây nhá. Đây này, đấy là ngay góc ngã tư Hoàng Hoa Thám với Võ Thị Sáu đó. Đấy, hai cái tòa nhà chung cư Vũng Tàu Melody. Đó. Còn rẽ tay phải đây này là đi ra đường Phan Chu Trinh nhá. Thì cái khu bên tay phải này thì người ta gọi là khu Trùng Dương. Đấy. Còn đi phía bên tay trái này, đây là khu dãy biệt thự này, người ta gọi là khu Á Châu nhá. Thì xung quanh đây ngoài cái lô đất này ra, chúng tôi đang có vài cái sản phẩm bất động sản khác đang chào bán với giá từ 11 tỷ rưỡi đến 26 tỷ, đó là những cái căn khách sạn này, 16 tỷ rưỡi cũng có căn khách sạn này, rồi căn biệt thự tới 750m² này, giá tới 60 tỷ này. Nói chung là rất nhiều các sản phẩm ở quanh đây, thì quý vị nào mà quan tâm thì hãy cứ liên lạc với chúng tôi theo các số điện thoại nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.